đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng tỉnh Yên Bái đã có sự tiến bộ qua từng năm, đặc biệt là chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục cải thiện và nâng cao hơn nữa chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, đối với việc giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh yên bái lần này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh đây là hoạt động thường xuyên của thành viên ban chỉ đạo trung ương đối với địa bàn được giao quản lý chỉ đạo để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ này trong thời gian tới phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cho rằng trước hết phải là sự nỗ lực lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy chính quyền cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ nguyên nhân để từ đó có những biện pháp chủ động chấn chỉnh khắc phục hoặc kiến nghị với ban chỉ đạo trung ương chính phủ để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn